Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với góc sống vui sống khỏe của Thuận, và đặc biệt quay lại với cả cái chủ đề thanh lọc cơ thể. Như các anh chị đã biết là Thuận vừa mới kết thúc cái chuỗi thanh lọc cơ thể 12 ngày, và nói chung là cái trải nghiệm cũng tương đối là thú vị. Và như Thuận chia sẻ trong các video trước thì cái phương pháp thanh lọc này nó mang lại những cái kết quả nhất định cho cơ thể của Thuận. Một số kết quả như là da có vẻ trắng và sáng hơn này, rồi cơ thể nó nhẹ nhàng hơn, nhiều năng lượng hơn, thì đấy là những cái một số những kết quả chính. Và đương nhiên là với mỗi một người khác nhau thì cái kết quả của phương pháp này nó sẽ khác nhau, chứ nó không chung, không phải ai cũng giống như ai có một cái chung cái kết quả, thì nó tùy vào cái thể trạng của cơ thể của chúng ta trước khi thanh lọc nó như thế nào, người có bệnh hay là không có bệnh, rồi có những cái vấn đề gì đó về các cái lục phủ ngũ tạng hay là không, thì nó sẽ có những cái cải thiện tích cực đó. Thế thì thực ra cái biện pháp thanh lọc này là về nguyên tắc chung thì nó giải độc, tức nó thải độc ở trong cơ thể của chúng ta ra. Thì như mọi người đã biết là trong quá trình chúng ta sinh hoạt, chúng ta ăn uống hay là chúng ta hít thở chẳng hạn, thì chúng ta nạp vào người với những cái độc tố đi cùng với cả thức ăn và đồ uống. Thì trong cuộc sống hiện đại bây giờ thì những đồ ăn đồ uống của chúng ta, nếu những đồ ăn thì thường là có những cái ví dụ chất độc hại từ dư lượng thuốc trừ sâu chẳng hạn, thì cái việc bón phân đạm quá mức hay là sử dụng thuốc trừ sâu trong thực vật quá mức, đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó dẫn tới hiện tượng là cái dư lượng thuốc trừ sâu vẫn còn đọng lại ở trong rau cỏ. Và khi mà chúng ta ăn cái rau cỏ đấy vào người của chúng ta chẳng hạn, thì rõ ràng là cơ thể của chúng ta cũng sẽ phải tiêu hóa một cái lượng thức ăn mà trong đó có thể có những cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hoặc là dư lượng cái lượng phân bón ở trong cái đồ ăn, cái đồ thực vật rau cỏ chúng ta ăn vào. Chính vì thế lâu ngày nó có thể tích tụ ở trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt là tích tụ ở trong gan. Cái đấy là cái thứ nhất. Thứ hai, ngay cả những cái đồ ăn thịt chẳng hạn, thịt cá, đặc biệt là những con vật mà người ta nuôi, ví dụ lợn hay là bò chẳng hạn, thì người ta nuôi nhốt, gà cũng vậy, người ta trong quá trình nuôi nhốt thì người ta để gọi là người ta đạt nhiều lợi nhuận để có thể bán được thương phẩm trong thời gian nhanh, thì họ thường cho ăn thức ăn tăng trọng, và trong thức ăn tăng trọng đó có thể có những cái loại hormone sinh trưởng, rồi những cái khoáng chất nữa. Tất nhiên khi mà ăn với cái lượng đủ thì không thành vấn đề gì, nhưng mà thường thì các chủ trang trại thường là có mong muốn là muốn cho những cái đồ con vật nuôi nhanh lớn để bán được nhanh, cho nên họ có thể họ cho ăn với cái lượng nhiều hơn bình thường chẳng hạn, và con vật nó không có đủ cái thời gian để nó tiêu hóa hết, hoặc là không đủ thời gian để nó có thể thải hết các độc tố ra bên ngoài, mà nó tích tụ dần vào trong cơ thể. Và khi chúng ta ăn những thịt các loại động vật nuôi nhốt như vậy vào trong cơ thể của chúng ta, thì vô tình chúng ta cũng đã hấp thu một lượng dư lượng cái chất độc, như là các cái loại chất kích thích tăng trưởng, hay là những cái loại khoáng chất, những cái hàm lượng, nói chung là ở đây dùng mình có thể tóm gọn lại những từ đấy là những chất mà không tốt trong cơ thể, không tốt cho cơ thể của chúng ta. Thế thì để lâu dài ngày thì dần dần nó dẫn tới cái hiện tượng là cơ thể của chúng ta sẽ tích cái lượng độc tố, và cái độc tố đó thì nhẹ thì nó có thể là bám vào trong các cái nội tạng của chúng ta, và làm một cái những tế bào mà bị bám ở đấy nó có thể là không hoạt động đúng các cái chức năng, và khi không hoạt động đúng các chức năng thì sẽ kéo theo một dãy những cái thứ khác nó không hoạt động đúng. Ví dụ như tế bào mà không có hoạt động đúng chức năng thì các cái protein hoặc là các cái chất mà tế bào đấy sản sinh ra thì có thể nó sẽ bị ảnh hưởng. Mà ngay ảnh hưởng đầu tiên đấy là ảnh hưởng trong quá trình sao chép, tại vì cái tế bào sao chép trong quá trình mà nhân lên ấy, tại vì tế bào đó
tế bào trong cơ thể thì luôn luôn được nhân lên. Tuy nhiên cái đời sống khác nhau của các tế bào chuyên biệt khác nhau thì nó khác nhau. Tuy nhiên là trong suốt cái quá trình sống đó thì tế bào vẫn cứ nhân lên để đảm bảo cho cơ thể phát triển. Vì khi một cái tế bào nó đã bị yếu, bị sai sót rồi, chẳng hạn khi nó nhân lên thì tạo thành hai cái tế bào nó sai sót, và cứ như thế. Chúng ta hình dung nếu như cả một cái cơ quan của chúng ta, giả sử cái gan chẳng hạn, mà được tạo bởi toàn những cái tế bào gan nó không khỏe mạnh, không thực hiện tốt cái chức năng lọc độc của cơ thể, thì rõ ràng như thế thì cái gan đó nó sẽ không đảm nhiệm tốt cái chức năng lọc máu trong cơ thể của chúng ta, và nó không gọi là thực hiện tốt chức năng của nó, thì cái lượng độc tố ở trong máu nó vẫn nhiều, và như vậy nó lại đi tới những cái cơ quan khác, ảnh hưởng tới những bộ phận các cơ quan khác. Thì đấy là thuận lấy ví dụ một cách rất là nôm na để hiểu được về vấn đề này. Đấy là cái vấn đề thứ nhất liên quan đến cái độc tố. Còn cái vấn đề thứ hai nữa, đấy là liên quan tới hiện tượng là mỡ máu. Trong cái cuộc sống hiện đại này thì cái lượng mỡ thực vật cũng như động vật, dầu ăn rồi mỡ mà chúng ta hấp thụ vào cơ thể tương đối là nhiều, đặc biệt là với những ai mà thích ăn các cái món chiên xào rán, thì đấy là chúng ta mỗi món như vậy thì chúng ta đã ăn rất nhiều cái lượng dầu mỡ, chất béo vào trong cơ thể. Đối với những cơ thể khỏe mạnh thì cơ thể có thể sử dụng các cái chất béo đó, phân giải các chất béo đó thành những chất có lợi cho cơ thể, và ngoài ra còn thể có thể tống được những cái chất béo ra ngoài, hay là tạo ra, gọi là sử dụng để tạo thành các tế bào mỡ. Thì với những cơ thể mà khỏe khoắn thì không sao, với những cơ thể mà không khỏe khoắn, cơ thể không khỏe mạnh, thì nhiều khi những cái mỡ đó nó vẫn tích tụ ở trong gan, rồi tích tụ ở trong máu. Và điều tệ hại nhất ở đây là gì? Đáng lẽ những cái tế bào mỡ hấp thụ vào trong cơ thể, khi một cơ thể không sử dụng hết thì cơ thể sẽ biến thành dạng mỡ tích tụ trong gan, hoặc tích tụ ở trong những lá mỡ ở phần bụng, rồi ở phần cơ vân vân, các cái bắp của chúng ta. Tuy nhiên có một cái lượng không nhỏ những chất béo đó vì một lý do nào đó cho nên nó vẫn đọng ở trong thành mạch máu, và cái lớp đọng đó nó ít hay nhiều, nó mong dày hay mỏng, nó tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Và nếu mà những cái lớp mỡ nó mỏng, nó đọng trong thành mạch mỏng thì không thành vấn đề gì, nó không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình lưu thông máu huyết. Nhưng mà khi mà tế bào mỡ đó nó đóng ở trong thành mạch ngày một dày lên, thì ban đầu nó có thể ngăn cản được sự lưu thông của máu đi trong hệ thống mạch máu của chúng ta đi nuôi cơ thể. Chúng ta có hình dung như là một cái mương nước chẳng hạn. Khi mà cái mương nước đó nó có nhiều chướng ngại vật ở trên bề mặt, như là bèo ở trên bề mặt chẳng hạn, hay là có nhiều các cái đồ mà mình vứt xuống đó, thì cái dòng chảy qua đó nó sẽ chậm chạp, nó sẽ không thể nào mà nhanh được. Và tương tự như thế trong mạch máu của chúng ta, nếu mà thành mạch máu mà được bị cái lớp gọi là mỡ, cholesterol nó dày, nó bao phủ như thế, thì cái lòng thành mạch nó sẽ nhỏ đi. Đáng lẽ là nó sẽ rộng như thế này rộng này, nhưng mà sau nó có cái lượt bám thì nó có thể nó bị thu nhỏ lại, và khi thu nhỏ lại thì dòng chảy qua đó nó sẽ bị hạn chế, và dần dần lâu ngày khi cái đó nó phát triển dần to hơn, dày hơn, thì có thể dẫn tới hẹp, thậm chí là tắc luôn cái phần mạch máu đó. Và chính vì vậy cho nên là ở những cái mao mạch nhỏ li ti trải khắp cơ thể của chúng ta, nếu một cái mao mạch nào đó bị tắc chẳng hạn, máu không lưu thông được đến vùng đó, thì có thể dẫn tới là chúng ta bị đau nhức. Thì đấy là nguyên nhân dẫn tới cái hiện tượng đau nhức. Theo quan điểm của đông y là những chỗ nào là bị tắc, chỗ đấy nó sẽ gây ra đau nhức. Còn lớn hơn thì có thể là gây ra nghẽn tắc, rồi gây ra cái tình trạng tê bại cả một cái phần tay. Nhiều trường hợp mà Thuận cũng đã gặp, một số anh chị cũng chia sẻ là cả cánh tay này hầu như tê hết, đặc biệt là vào buổi sáng sau khi mà thức dậy, là vì cả một đêm
ở trong một tư thế máu huyết nó không lưu thông được, nó chặn luôn máu nó không lưu thông được đến một cánh tay mình, thế tê hết cả một cánh tay này, thì có thể nó tắc ở đâu đó cái động mạch đi xuống nuôi cái cánh tay này. Thế thì chính vì thế cho nên là cái nhiệm vụ là dọn dẹp rác ở trong cơ thể rồi thải độc tố ở trong cơ thể nó trở thành một cái nhu cầu mà rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là các trong đặc biệt đối với các cái cô chú anh chị mà quan tâm tới sức khỏe. Và cái phương pháp gọi là thải độc là một trong những phương pháp mà được nhiều người quan tâm tới. Tuy nhiên có nhiều những phương pháp khác như là ăn uống sạch hơn, ăn uống lành mạnh hơn, vân vân, nhưng mà một trong những phương pháp đấy là phương pháp thải độc. Thì cái phương pháp thải độc nó là một cái từ để dùng chung cho rất nhiều những cái phương pháp nhỏ khác nhau, mỗi một trường phái thì lại có những cái phương pháp khác nhau, dựa trên những cái chế độ ăn uống này, rồi thời gian thải độc này, rồi cái tác dụng của quá trình thải độc, cái mục tiêu của quá trình thải độc này, vân vân. Thì mỗi một cái trường phái khác nhau thì có những cái phương pháp khác nhau để giúp thải độc cho cơ thể. Thì hiện tại là Thuận đang nghiên cứu cũng như là đang làm theo thực hành cái môn khí công y đạo do thầy Đỗ Đức Ngọc giới thiệu. Thì cái một trong những phương pháp thải độc mà thầy Ngọc cũng giới thiệu đấy là phương pháp thanh lọc cơ thể 12 ngày mà Thuận vừa có trải qua xong. Thì trong phương pháp này, trong vòng 12 ngày chúng ta chỉ uống nước đường chanh mà thôi. Thì Thuận cũng đã chia sẻ cái kết quả ở trên nhóm, thì cũng có nhiều anh chị hỏi là vậy thì cái phương pháp này nó như thế nào. Thì cái phương pháp này đã được thầy Ngọc mô tả rất là rõ, thì Thuận có chia sẻ cái đường link của cái phần mô tả phương pháp ở trong phần dưới, thì các anh chị quan tâm các anh chị có thể đọc trong cái phần mô tả này. Thì ở trong video này Thuận muốn chia sẻ là trước khi chúng ta làm bất kỳ một cái vấn đề gì đó thì chúng ta cũng phải nên nghiên cứu thật kỹ trước khi chúng ta thực hành. Bởi vì tránh trường hợp là thấy người khác làm thanh lọc mình cũng thanh lọc, thấy người khác áp dụng phương pháp này người ta có kết quả mình cũng hàm hố mình cũng áp dụng vào, và dẫn đến cái tình trạng là có thể là người ta áp dụng người ta có kết quả nhưng đối với mình áp dụng thì nó lại không có kết quả gì cả, thậm chí nó còn có cái tác dụng phụ, cái tác dụng ngược lại kết quả mình mong muốn, và thậm chí lại ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của chúng ta nữa. Chính vì thế cho nên là chúng ta phải rất là cẩn thận trong việc hiểu cái phương pháp mà chúng ta áp dụng, hiểu được cơ chế hoạt động của nó, hiểu được những tác dụng phụ nếu có của nó, và sau khi chúng ta thực hành chúng ta mới có thể là điều chỉnh cho nó phù hợp với cơ thể của chúng ta. Đó thì điều đầu tiên là chúng ta sẽ phải là hiểu được cái phương pháp. Thì đối với cái phương pháp thanh lọc cơ thể này thì cái mục tiêu chính đấy là giải độc, tức là thanh lọc độc, loại độc, thải rác ở trong cơ thể ra ngoài. Đấy là mục tiêu chính chứ không phải là mục tiêu là giảm cân. Cho nên ở đây là chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng giữa hai cái khái niệm thải độc hay tiếng Anh mà bây giờ chúng ta thường gọi là detox đó, và khái niệm giảm cân. Thì cái phương pháp này nó chỉ tập trung vào cái thải độc mà thôi chứ nó không có tác dụng lắm ở trong cái việc là giảm cân. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai đối với phương pháp thải độc này là ai nên làm và ai không nên làm. Với những cái người mà về Thuận nói những người không nên làm trước, thì cái phương pháp này không khuyến cáo cho những người mà bị huyết áp thấp và những người đường thấp áp dụng. Nếu mà những người mà áp huyết thấp, nó không quá thấp so với cái tiêu chuẩn tuổi của môn công y đạo thì có thể áp dụng được. Nhưng mà những người mà thấp quá thì không nên sử dụng. Vậy thì thế nào là thấp quá? Thì thực ra là không, thầy Ngọc cũng chưa đưa ra một cái gọi thế nào gọi là quy định thế nào là thấp quá. Tuy nhiên Thuận nghĩ là ví dụ như là trường hợp của Thuận chẳng hạn, huyết áp tiêu chuẩn của tuổi của Thuận là chỉ số tâm thu vào khoảng 101 đến 102, tâm trường 65-75. Vậy thì nếu mà ai ở trong độ tuổi của Thuận là huyết áp dưới 100 chẳng hạn, cái chỉ số tâm thu là dưới 100
như vậy nó thấp hơn mấy mức tiêu chuẩn từ 10 tới 20 số thì như vậy là cũng không nên làm. Đặc biệt những người huyết áp còn 90 nữa chẳng hạn thì thực sự là không nên làm. Những người như vậy tốt nhất là điều chỉnh ăn uống, điều chỉnh tập thể dục thể thao để cho nâng cái mức huyết áp về cái ngưỡng chuẩn đã hoặc là gần chuẩn. Thì sau khi mình đạt được mức độ đó bắt đầu là mình mới có thể làm. Thì bản thân Thuận cũng không phải là huyết áp của Thuận cũng không phải là thực sự là lọt vào trong cái vùng chuẩn. Tuy nhiên là Thuận chỉ có thấp hơn một chút. Ví dụ lúc no theo tiêu chuẩn là khoảng 120 nhưng mà Thuận khoảng tầm 115, 116 thì như vậy nó chỉ thấp hơn khoảng tầm 3-4 số. Thế như thế cho nên là mình vẫn có thể mình áp dụng được cái phương pháp này. Đó, thì điều đấy là điều thứ nhất là với những ai mà huyết áp thấp và đường thấp thì không nên làm. Về cái chỉ số đường, thực ra cái chỉ số đường nó có thể săn siêu được. Ví dụ như đường chuẩn của tất cả mọi lứa tuổi là gì? Khi no là phải từ 8 tới 10 và khi đói là từ 6 tới 8. Thì những người nào mà đường thấp nhưng mà không thấp quá, như trong trường hợp Thuận chẳng hạn, Thuận cũng là một người đường thấp. Đường của Thuận thì nói chung là khi đói thì nó có thể xuống tới tầm 5 chấm và khi no thì lên được khoảng tầm 8-9 chấm mà thôi. Như vậy thuộc dạng là đường thấp. Nhưng mà Thuận nghĩ là vẫn có thể áp dụng được, nhưng với điều kiện là mình sẽ phải kiểm tra đường thường xuyên và mình điều chỉnh cái lượng đường mà mình uống vào sao cho cái đường huyết của mình nó không bị tụt trong suốt cái quá trình. Thì cái điều này liên quan tới cái máy đo thử đường sẽ chia sẻ trong phần dụng cụ, những cái dụng cụ cần thiết mà mình cần phải có. Ok, vậy thì đấy là những người, những ai mà không nên áp dụng cái phương pháp này thì chỉ có quan trọng nhất là những người không được huyết áp không được thấp quá là không nên áp dụng mà thôi. Trường hợp vậy thì những đối tượng nào mà nên áp dụng phương pháp này thì trong cái phần hướng dẫn của thầy Ngọc cũng đã nói rất rõ là gì, những ai huyết áp cao này, huyết áp cao quá thì có thể áp dụng phương pháp này. Rồi những người bị các loại bệnh về đường tiêu hóa, bệnh gan, bệnh thận, vân vân thì cũng có thể áp dụng được phương pháp này. Tuy nhiên với điều kiện là cái huyết áp của họ nó không quá thấp như là trong cái phần trước vẫn có chia sẻ. Rồi đặc biệt là những phương pháp này mà cũng phù hợp cho những người mà bị những bệnh nan y, ví dụ như là những bệnh ung thư chẳng hạn, hoặc là những bệnh u mỡ, cái u mỡ ở trong trong cơ thể đều có thể áp dụng được cái phương pháp này để giúp cho cơ thể có thể là thải hết các cái u mỡ đấy ra ngoài. Tất nhiên một lần thì không thể nào mà hết được. Nếu một lần hết được thì đúng là cái phương pháp này quá là thần kỳ. Tuy nhiên là Thuận nghĩ là cái việc mình làm liên tục theo gợi ý, theo khuyến cáo của môn công y đạo của Thầy Ngọc thì một năm chúng ta chỉ làm cái phương pháp này có 2 lần mà thôi. Và như vậy là mỗi năm chúng ta làm đều đặn 2 lần như thế, đều đặn 2 lần như thế. Và mỗi lần chúng ta thải độc thì chúng ta có thể thải ra được một phần hoặc là toàn bộ cái độc tố ở trong cơ thể của chúng ta, hay là thải ra một phần hoặc là toàn bộ những yếu ở trong cơ thể của chúng ta chẳng hạn. Thì dần dần cái sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện. Thầy Thuận nghĩ như vậy. Như cái việc chúng ta quét nhà thì chúng ta quét thường xuyên thì nhà chúng ta luôn sạch sẽ. Tất nhiên để một thời gian nó bẩn chúng ta lại quét thì nó lại trở nên sạch. Nhưng nếu mà chúng ta không dọn dẹp nhà cửa thì nhà lúc nào nó cũng bẩn như thế cả. Thì Thuận lấy một cái ví dụ minh họa nó đơn giản như thế. Thì đấy là đối với những ai mà có thể áp dụng được. Cái quan trọng thứ ba nữa ấy, đấy là những cái phương tiện cần có để chúng ta theo dõi cái sức khỏe cơ thể trong quá trình chúng ta thanh lọc. Thì có rất nhiều các anh chị và các bạn tiến hành thanh lọc nhưng mà mọi người cũng rất là chủ quan. Mọi người không có sắm cho mình những cái phương tiện gì cả để mình kiểm tra theo dõi được cái sức khỏe. Và nhiều lúc là mình chỉ dùng cái cảm nhận của mình mà thôi. Tất nhiên có lúc thì cái cảm nhận của mình về sức khỏe của mình nó đúng, nhưng mà có những lúc mà mình cảm nhận nó sai, nó chưa đúng được thì cái điều đó là điều cực kỳ nguy hiểm. Đối với môn khí công y đạo thì có hai cái loại máy cực kỳ quan trọng. Hai cái loại máy này là hai cái mà có thể đảm bảo giám sát được cái sức khỏe của chúng ta và thay cho cái vị bác sĩ gia đình.
có hai cái máy này ở trong nhà thì coi như là có hai ông bác sĩ lúc nào cũng kề cận bên gia đình của chúng ta, và bất kỳ khi nào chúng ta cần hỏi ý kiến bác sĩ thì cứ hỏi hai cái máy này. Cái đầu tiên là cái máy đo huyết áp. Đây là cái máy đo huyết áp. Thì cái máy đo huyết áp này thực sự là hầu như là hiệu thuốc nào cũng có bán, các anh chị nên trang bị cho mình. Thì nó không chỉ giúp cho quá trình thanh lọc mình trang bị, mà cái ông bác sĩ huyết áp này, cái ông bác sĩ máy đo huyết áp này chúng ta có thể sử dụng hàng ngày, và không những sử dụng cho chúng ta còn sử dụng cho cả gia đình của chúng ta nữa. Và cái chỉ số huyết áp nó sẽ phản ánh cái tình trạng của sức khỏe của chúng ta. Khi huyết áp nó thay đổi theo chiều hướng quá cao hoặc là quá thấp so với mức tiêu chuẩn thì lúc đó là sức khỏe của chúng ta có vấn đề, và lúc đó là chúng ta cần phải điều chỉnh lại. Đấy là cái máy thứ nhất. Cái máy thứ hai đấy là cái máy thử đường. Cái máy thử đường cũng là cái máy cực kỳ quan trọng trong quá trình làm, để chúng ta biết được là cái lượng đường huyết của chúng ta như thế nào. Tại vì trong cái phương pháp thanh lọc này là chúng ta sử dụng chanh, chúng ta sử dụng chanh đường, cho nên là cái tỷ lệ chanh và đường nó sẽ ảnh hưởng tới cái huyết áp và ảnh hưởng tới cái đường huyết, đặc biệt là cái đường huyết. Nếu như đường huyết của chúng ta thấp quá thì quá trình thanh lọc thì người cơ thể của chúng ta lúc nào cũng mệt mỏi, và chúng ta không có sức để chúng ta làm việc, chúng ta lao động. Tại vì theo lý thuyết thì cái phương pháp này là chúng ta vẫn cứ làm việc bình thường trong quá trình thanh lọc 12 ngày, chúng ta vẫn cứ làm việc bình thường, sinh hoạt bình thường. Và để có thể làm việc sinh hoạt bình thường thì chúng ta cần cái nguồn năng lượng. Ngoài ra thì không những làm việc sinh hoạt bình thường, mà một điều rất quan trọng nữa đấy là chúng ta cần phải giữ được cái sức đề kháng khỏe mạnh trong suốt cái quá trình thanh lọc, để tránh lại cái việc của chúng ta bị nhiễm bệnh. Đặc biệt là trong thời gian qua thì cái mùa dịch bệnh Covid-19, những ai mà tiếp xúc với những người mà có khả năng lây nhiễm bệnh, mang virus trong người mà cơ thể không khỏe mạnh thì rất nguy cơ là bị nhiễm bệnh cực kỳ là cao. Cho nên là khi mà Thuận làm phương pháp này thì nhiều người anh chị cũng khuyên là sao không chọn thời điểm khác mà làm, tại sao lại làm trong cái thời điểm này. Nhưng mà trong thời gian này thì Thuận đã làm việc ở nhà cho nên có nhiều thời gian hơn, cũng không tiếp xúc với nhiều người lạ cho nên là cũng an toàn. Tuy nhiên là cái sức đề kháng cực kỳ quan trọng, và một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sức đề kháng đấy chính là cái đường huyết. Chúng ta phải giữ được cái đường huyết, theo dõi trước tiên là chúng ta phải theo dõi được cái đường huyết của chúng ta như thế nào, thấp cao ra làm sao, và sau đó bước thứ hai là chúng ta điều chỉnh cái lượng đường huyết làm sao cho nó về cái mức tiêu chuẩn khi đói từ 6-8 và khi no là từ 8-10 theo tiêu chuẩn của khí tông đạo. Và trong suốt quá trình Thuận làm thì Thuận thường xuyên đo đường huyết. Tất nhiên cái đường huyết của Thuận thì có lúc thì nó xuống tới 4.3, 4.7, 4.8 gì đó. Tuy nhiên là Thuận biết như vậy, cái là Thuận sẽ phải bổ sung thêm ngay cái lượng đường, tức là mình tăng cái lượng đường lên. Cái tỷ lệ chanh và tỷ lệ đường thì nó không cố định, thầy Ngọc nói nó không cố định, và mình hoàn toàn mình có thể điều chỉnh được cái số chanh và đường theo cái chỉ số đo của mình. Mình đường thấp quá thì mình phải bổ sung thêm đường, còn mình đường cao quá thì mình sẽ giảm đường đi và mình sẽ tăng chanh lên. Đó, thì đấy là cái việc rất là linh động để chúng ta có thể sử dụng được. Ok, vậy thì đấy là hai cái máy cực kỳ quan trọng mà chúng ta bắt buộc phải có. Đấy, Thuận nghĩ là bắt buộc phải có trong quá trình chúng ta thanh lọc. Nếu mà không có hai cái máy này thì anh chị tốt nhất là sử dụng cái phương pháp nào mà an toàn hơn. Chứ còn cái phương pháp này thì nói chung là khuyến cáo là phải có hai cái máy này. Sau đó chúng ta có thể áp dụng cái quy trình thanh lọc được. Ok, vậy thì đấy là những cái điều chú ý về máy móc thiết bị. Cái điều tiếp theo nữa đấy là cái quá trình hậu thanh lọc. Ở đây là cái quá trình thanh lọc nó chỉ diễn ra 12 ngày mà thôi. Tuy nhiên là không phải vì thế mà nó kết thúc, mà nó kéo dài ngày thứ 13 và ngày thứ 14 nữa, nó gọi là cái giai đoạn 2. Cái giai đoạn 1, 12 ngày đấy tạm gọi là giai đoạn 1, là giai đoạn chúng ta thanh lọc uống chanh đường. Còn cái giai đoạn sau cũng cực kỳ quan trọng, đặc biệt là cái giai đoạn ngày thứ 13. Ngày thứ 13 là cực kỳ quan trọng. Và nhiều anh chị quên mất là sau khi thanh lọc xong là các anh chị lại ăn luôn
những cái món ăn mà mình thích, cho nên là có thể nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới hệ tiêu hóa. Tại vì trong suốt 12 ngày chúng ta chỉ có uống nước chanh được mà thôi, cho nên là cái dạ dày của chúng ta cũng như hệ thống đường ruột nó gần như là trống trơn, nó không có gì cả. Và khi chúng ta, đặc biệt là chúng ta tiêu thụ cái lượng nước tương đối lớn hàng ngày, cho nên là chính vì thế cho nên là cái dạ dày, các cơ dạ dày rồi đường ruột nó có thể bào mòn đi và nó giãn nở ra, tức là nó không có cái độ săn như là lúc bình thường. Chính vì thế cho nên là trong phương pháp này thì điều cực kỳ quan trọng đấy là cái ngày thứ 13 là chúng ta phải ăn cháo tiết gừng. Tại sao lại là cháo tiết gừng? Tại vì có một số lý do sau. Thứ nhất là đối với cháo thì đấy là nó nhẹ. Khi mà cháo mình nấu loãng, mình nấu nhừ rồi thì nó rất là nhẹ. Khi cháo vào cơ thể thì cái hệ tiêu hóa của chúng ta sẽ không phải mất quá nhiều công sức để có thể tiêu hóa được lượng thức ăn mềm như là cháo. Thứ hai đấy là gừng. Gừng có tính ấm và gừng có tính chất là làm ấm này, rồi khử độc đúng không ạ? Và đồng thời nữa là gừng cũng giúp cho cái hệ tiêu hóa, đặc biệt là các nhu mô ruột là co lại, săn lại để tránh cái trường hợp là giãn như là lúc mà chúng ta uống chanh đường mà thôi. Và kích thích lại, làm ấm và kích thích lại cái hệ tiêu hóa hoạt động trở lại. Thì cái đấy là tại sao chúng ta phải dùng gừng. Và cái thứ ba nữa là tiết lợn. Thì theo quan điểm của đông y, tiết lợn là mát, có tính chất là thải độc. Thì khi mà ăn cái tiết lợn này vào thì cũng một phần là hỗ trợ, là gọi là thải hết những cái thứ độc tố nào còn vương vãi mà đang trong quá trình thanh lọc dở chưa ra, thì tiết lợn sẽ làm nốt cái phần đấy. Thì đấy là theo quan điểm của môn khí công y đạo. Và cái ngày thứ 13 là cái bữa đầu tiên sau khi mà chúng ta kết thúc 12 ngày thanh lọc. Có thể là vào tối ngày thứ 12 hoặc là sáng ngày thứ 13 cũng được, thì chúng ta ăn một bát, chúng ta ăn một bát con thôi, một bát con cháo tiết gừng đó. Và gừng chúng ta thái lát ra, thì Thuận cũng có một cái video hướng dẫn cách làm cái món cháo tiết gừng, thì ở cái đường link phía dưới các anh chị có thể tham khảo. Và ngày bữa đầu tiên chúng ta ăn một bát mà thôi, để đảm bảo cái hệ tiêu hóa của chúng ta nó không phải hoạt động quá là nặng nề sau 12 ngày nghỉ ngơi. Và sau tới bữa thứ hai chúng ta có thể tăng lên ăn thành 2-3 bát. Tốt nhất là lên ăn luôn bữa thứ ba. Đối với Thuận thì Thuận ăn luôn cả 4 bữa chứ không phải là 3 bữa tối ngày hôm trước này và 3 bữa ngày hôm sau. Thuận ăn luôn tất cả là cháo. Bắt đầu tới ngày thứ 14, bữa đầu tiên của ngày thứ 14 thì bắt đầu Thuận mới ăn cơm trở lại. Và khi ăn cơm trở lại thì như thầy Ngọc cũng nói, có thể là ăn 1-2 chén, tối đa là 2 chén mà thôi. Và ăn với nước canh, rau ăn nhẹ, chứ không ăn quá nặng các đồ chiên xào nhiều dầu mỡ. Và sau đó từ bữa thứ 2, thứ 3 của ngày thứ 14 trở đi thì từ ngày thứ 14 trở đi thì có thể là ăn uống như là bình thường. Đấy thì Thuận nghĩ là đây là điều rất là quan trọng. Tại vì một số anh chị là chỉ quan tâm tới 12 ngày thanh lọc thôi mà quên mất cái giai đoạn hậu thanh lọc, đặc biệt là ngày thứ 13 và ngày thứ 14, và tối quan trọng là ngày thứ 13 trong việc ăn cái cháo tiết gừng. Đấy thì đây là một cái điều cần chú ý, nhiều người quên mất. Và như vậy là khi mà chúng ta quên, chúng ta ăn các thức ăn bình thường vào thì có thể nó sẽ không tốt cho dạ dày của chúng ta sau một thời gian ngưng nghỉ, chưa khởi động lại, chưa bắt đầu khởi động bằng các bài tập nhẹ nhàng, đã đưa ngay một bài tập rất nặng rồi thì có thể là không tốt cho dạ dày và đồng thời cũng không tốt cho cái hệ tiêu hóa nữa. Thế thì như vậy là tóm lại có một số những vấn đề như vậy. Thuận xin tóm tắt lại, thứ nhất là chúng ta phải hiểu phương pháp, thứ hai là chúng ta phải biết là phương pháp này áp dụng cho ai, thứ ba là không áp dụng cho ai, thứ tư là chúng ta phải có một số những công cụ phải có trong cái quá trình này, thứ năm là quá trình gọi là hậu hậu
thanh lọc, đặc biệt là ngày thứ 3 và ngày thứ 13 và ngày thứ 14. Thì đấy là 5 cái phần chính trong cái quá trình thanh lọc mà mỗi người cần phải biết trước khi mà chúng ta áp dụng cái phương pháp này. Thì như thế là cái phương pháp nó mới có hiệu quả và chúng ta có thể giảm thiểu tối đa những rủi ro không đáng có mà chúng ta khi mà chúng ta áp dụng cái phương pháp này. Ok, xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các anh chị và các bạn lựa chọn cho mình những phương pháp thanh lọc phù hợp. Và nếu có áp dụng được phương pháp thanh lọc và cơ thể 12 ngày theo phương pháp Kinh Công Y Đạo thì các anh chị hoàn toàn có thể tự tin hiểu được phương pháp và hoàn toàn tự tin áp dụng phương pháp này trong cái quá trình thanh lọc của mình. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye.